Khi Quỷ xin mến chào tất cả anh em có cùng sở thích đam mê huấn luyện và chăm sóc chim cảnh, đặc biệt là những cái dòng chim biết nói chuyện, cũng như là chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Khi Quỷ Vlog. Thì qua một thời gian mình bị dương tính với Covid mà, thì đến nay thì cũng được 30 ngày rồi, thì mình cũng đã test nhanh được 3 lần thì nó đã âm tính rồi. Thì bây giờ mình rất là nhớ anh em. Nói chung là hơn 3-4 tuần nay mình không làm video được, tại vì do là mình mệt mỏi với lại cái vấn đề tâm lý nó cũng khá là nặng nề, cho nên là mình không có làm video để mình chia sẻ những cái kinh nghiệm cho anh em. Đến nay thì cái thể trạng mình cũng đã phục hồi cũng được là gần 100% rồi, cho nên là rất là nhớ mọi người và cũng muốn quay lại để chia sẻ những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm về cái việc mà nuôi chim như thế nào cho nó được tốt, để cho mọi người tham khảo ha. Thì qua những ngày mình không làm video á, thì những anh em có comment với mình là hỏi về cái cách mà để nuôi, cái cách mà để trị bệnh cho những em chim, và nuôi nuôi những em chim này á, thì mình cần nên dự trữ hay là cần nên mua những loại thuốc nào để mà đặc trị bệnh cho chim. Thì ở đây á, Khi Nguyễn cũng có một cái hũ thuốc cũng khá là hữu hiệu để trị bệnh cho những em chim. Đây là em chim sáo nhà mình. Thì những ngày vừa qua thì nó cũng đã bị bệnh, nó cũng đã bị bệnh rồi bà. Thì mình không biết, do mình nuôi chim cũng rất là kỹ, sáng ra là tầm khoảng chừng mà 6 giờ là mình đem cho nó phơi nắng, phơi tầm khoảng chừng 15-20 phút á, thì cho nó mà phơi phơi nắng tầm khoảng thời gian đó, rồi mình đem cho nó tắm. Nó tắm xong mình mới đem lồng chim vào ở trong phòng và mình tập cho nó nói chuyện. Nhưng mà mình không hiểu làm sao thì con chim sáo nhà mình nó bị giống như là nó bị sù lông, rồi nó bị cái chân nó bị nhắc lò cò mà, thì nó bỏ ăn nữa, rồi nó đi phân phân trắng nữa, rồi mình phải sử dụng nè, đây là cái viên mùng thanh. Thì cái loại thuốc này á, là anh em nào nuôi chim á, thì cũng nên nhớ ha. Đây là nguyên cái hộp của nó nè. Thì đây là nguyên cái hộp của cái loại thuốc viên mùng thanh nè. Các bạn thấy cái loại này á, là mình mua trên Lazada là một hộp gì là 10 ngàn bạn. Thì không biết bây giờ là giá nó lên bao nhiêu thì mình không biết ha. Thì mình mua thì cũng tầm 4 5 tháng trước rồi. Thì cũng thuốc này sử dụng cũng khá là hay. Thì những anh em nào mà nuôi chim á, thì mình nên mua những cái loại thuốc này ở trên Lazada, chứ các bạn đừng có nên các bạn đừng đừng có tìm kiếm ở những cái tiệm thuốc Tây hoặc giả tiệm thuốc Bắc hay thuốc Nam gì hết, tại cái loại này là ở trên, chỉ có trên Lazada mới bán thôi. Còn mình đã đi khoảng chừng 20 tiệm thuốc Tây và khoảng chừng 2-3 tiệm thuốc Bắc và một tiệm thuốc Nam, nhưng mà không không mua được. Đối với mình cũng phải lên Lazada mình mua, và phí vận chuyển đồ này kia nọ, thì mình mua một vỉ này thì nó 10.000, phí là nó lên đến 30-40 ngàn, giống như là lên đó mua cái rất là mắc, cái phí vận chuyển rất là mắc. Mình mua 5 vỉ 50.000 thôi, nhưng mà phí vận chuyển 30.000 nữa là 80.000 đó. Thì mình cái thuốc này nó cũng khá là công hiệu bạn. Nếu mà anh em nào mà nuôi chim á, thì mình nên mua dự trữ thuốc này, tại mình đã cho em chim nhà mình uống thì mình cũng thấy nó hiệu quả. Thì đây là cái thuốc này, nó đặc trị về bệnh tiêu chảy nè, phân trắng, phân hồng, phân vàng. Thì cái bệnh về đường hô hấp thì viêm phế quản, thanh quản, viêm họng và ho hen, sốt cao, sù lông, chân lạnh, sả cánh. Đó đó là những cái bệnh mà thuốc này có thể đặc trị cho chim. Thì nếu mà các bạn mua thì mình cũng nên mua nhiều nhiều xíu, tại vì dĩ có 10 ngàn thôi, thì mình mua mình để dành sẵn. Và đây là cái dầu gió, dầu này là dầu khuynh diệp, dùng cho trẻ em bạn. Thì con chim nhà mình á, là nó bị mà lò cò cái chân á, giống như không biết là nó nhảy nó kẹt ở trong lồng hay là như thế nào thì mình không biết, tự nhiên mình mang vô thì thấy nó lò cò cái chân, và mình cũng xoa bóp nó bằng cái dầu khuynh diệp này thì nó cũng khá là hay ha. Và đến hôm nay thì nó cũng đã đỡ được khoảng chừng 80-90% rồi đó. Thì các bạn nên ha, bạn nên mua dầu này để dành, tại vì cái thể trạng của con chim với thể trạng của những đứa trẻ thì nó cũng gần bằng nhau, cho nên là mình sử dụng cái dầu này thì nó không có gây tác hại gì cho con chim hết, rồi nó cũng khá là tốt. Thì những cái loại thuốc lặt vặt giống như đây, nếu mà chim của bạn có bệnh về mắt thì mình
Cũng mua cái loại mà toramycin hay sao, cái toramycin hay sao. Còn còn nếu mà cái bệnh đậu của chim á, thì mình mua cái loại mà metronidazole này, thì cái loại này mà chị bệnh đậu cho chim cũng khá là hay đó. Thì một số loại thuốc giống như là anh em cứ ra, nếu mà mình không biết á, mình cứ ra cái tiệm tiệm chim mình hỏi là cái thuốc mà để trị bệnh cho chim như là ở đây có bán hay không, thì họ cũng có bán, nhưng mà những cái loại mà họ bán là thuốc đặc trị, là thuốc do mà có thể là họ bên họ sản xuất, có thể là họ mua từ tiệm khác. Giống như cái loại thuốc này nè, loại thuốc này thì chắc là các bạn mua thì không có đâu, tại vì mình mua ở tiệm chim á, thì nhiều khi những cái tiệm chim mà nó lấy về nó bán thì có, còn nếu mà không thì chắc là cũng hơi hiếm. Cái thuốc này là trị bệnh tiêu chảy nè, khàn giọng cho chim cũng khá là hay. Đây là dành cho tất cả các loại chim luôn bạn, trị tiêu chảy, phân xanh, phân sống, phân nhớt, vô vi khuẩn, rồi đường ruột gây nên, rồi sốt, ho, mũi, khò khè, khàn giọng, rồi ủ rũ, sả cánh, xù lông. Cái lọ này cũng cũng đặc trị cho chim cũng khá là hay. Là và mình cũng có đi xuống tiệm chim mình hỏi, và người ta bán cho mình cái lọ này cũng 20.000 một lọ mà. Thì về mình bữa trước con nhồng nhà mình nó bị mà đi 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 phân lỏng á, đi đi phân lỏng, mình cũng không biết là nó có nhớt hay không, nhưng mà mình thấy nó lỏng, mình cho nó uống một chỉ một ngày thôi, một ngày 3 lần, và mỗi lần là khoảng chừng một giọt thôi, nhưng mà đặc trị rất là hay, và mình cũng rất là chuộng cái loại này. Mà cái loại này cũng khá là đắng, mình nhỏ vô mình thấy nó giống như là đắng quá, nó chịu không nổi, nó làm nó sặc 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 sặc, mình cũng khá là thương nó. Thì mình chỉ sử dụng cái loại viên ung thanh này thôi. Viên ung thanh này uống vô thì mình há miệng nó ra, thì mình nhét vào cho nó nuốt. Thì mình thấy loại này nó cũng ôn hòa thôi, nó không có đắng. Thì con chim như mình nó uống vào thì nó thấy nó cũng tốt, cho nên là mình chuộng, mình sử dụng cái loại này thôi đó. Thì khi Nguyễn cũng khuyên anh em và mọi người là nếu mà mình nuôi chim á, thì mình nên nên thứ nhất là mang những em chim mình vào những nơi yên tĩnh, những nơi kín đáo, để mình tránh gió, vừa tránh những cái nói chung là vừa phòng bệnh cho chim. Và nếu mà các bạn mà mua được thuốc á, thì mình cũng nên tận dụng, là mình mua những cái loại thuốc mà đặc trị cho chim. Thì chim thì thường thường là nó chỉ bị là sốt và xù lông, xả cánh, với lại trúng gió rồi thôi, chứ chứ ngoài ra nó cũng ít có bệnh lắm mà. Thì mình cũng nên mua những loại đó, mình để dành, mình đặc trị cho chim ha. Thì thôi, Khi Nguyễn cũng xin kết thúc cái video mình tại đây. Thông qua những cái video này thì Khi Nguyễn cũng mong muốn những anh em nào mà nuôi chim, thì mình cũng nên đặc biệt là những dòng chim biết nói chuyện ha, mình cũng nên kiếm một cái không gian yên tĩnh để mình vừa tập luyện cho chim, nói chuyện, mình vừa tránh được những cái cơn gió lùa trực tiếp, để là để có thể là mình phòng bệnh mà chúng chúng gió cảm cúm cho chim cũng khá là hay. Và nếu mà các bạn mà đặt con chim ở trong cái chỗ mà kín gió và cái chỗ mà ít người qua lại, thì có lợi rất là nhiều cho chim. Thì Khi Nguyễn cũng khuyên mọi người là anh em nên nên làm theo cách đó ha, chứ mình đừng có treo ngoài mái hiên, hoặc giả trong sân vườn. Nhiều khi gió mà mưa bão nó gió nó ù lùa vào, thì mà con chim mình nó bị và trúng gió hay là cảm cúm lúc nào mình không biết. Và những anh em nào mà nuôi chim biết nói chuyện á, và mình để chim ở ngoài mái hiên, hoặc giả để ở những nơi mà nhiều người qua lại, thì mình tập cho chim nói chuyện cũng khá là khó, tại vì người qua nói cái câu này, người lại nói cái câu kia, thì nhiều khi con chim mình nó bị nhiễu loạn thông tin, nó không có tiếp thu được. Cho nên là Khi Nguyễn khuyên mọi người là ai nuôi chim thì cũng nên tìm một cái nơi mà vắng vẻ, cái tìm nơi mà ít người qua lại, mình để lòng chim ở đó, và mình nuôi, mình huấn luyện, mình thuần nó cũng khá là nhanh. Đây, Khi Nguyễn một lần nữa cũng xin cảm ơn anh em và mọi người đã theo dõi cái video. Chúc anh em và mọi người vui và thành công trong cuộc sống nha. Chào tạm biệt mọi người.